ngoài thôi à. Bây giờ tôi hỏi mẹ, mẹ tôi đâu? Mẹ giết tôi đi! Nè, mẹ giết tôi luôn đi! Người ta đang nói rất nhiều về cậu. Ông chủ tôi muốn thuê cậu. Ông vẫn thường hay đón khách kiểu đó sao? Chỉ có vài người khách đặc biệt thôi. Tôi muốn cô ta ối ra những thứ không thuộc về mình bằng tất cả mọi cách. Làm gì? Đẹp lắm hả?